chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cùng em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và em Lợi chuyên mua bán ô tô cũ xin cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của em Lợi, em xin giới thiệu em là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Và quý anh chị nào có nhu cầu mua bán trao đổi xin mời qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Và hôm nay em xin giới thiệu toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe bên em vừa mới cập bến về, đó là dòng bán tải. Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đang theo dõi kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Hôm nay em xin quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một sản phẩm bên em vừa mới lấy về, đó là chiếc Ford Ranger bản XLT sản xuất năm 2014, số sàn. Vâng, xin nhắc lại là XLT là bản đủ các bác nhé. Bản Ford Ranger XLT không phải là bản XL, bản bay nâng lên, mà là bản XLT sản xuất năm 2014, tên tư nhân một chủ từ đầu, xe màu mận đỏ. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 435 triệu. Và 435 triệu có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 60-70% giá trị của xe. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi ở mấy góc màn hình ấy thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe bán tải, máy dầu và yêu cầu là xe đẹp. Về tình trạng chiếc xe Ford Ranger XLT sản xuất 2014 màu đỏ này thì em cũng đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý anh chị 100% là xe đẹp, mang đến cho quý anh chị một chiếc xe chất lượng hài lòng, không đâm va biến dạng ô tô, máy số là nguyên zin. Toàn bộ thân vỏ chiếc xe khá là đẹp và sơn zin còn đến 95%. Xe được trang bị khá là nhiều đồ chơi như nắp thùng thấp này, và toàn bộ máy số của chiếc xe sử dụng động cơ 2.2 máy dầu, số sàn 2 cầu và máy số là nguyên zin. Về toàn bộ các thông số kính, đèn và gầm chassis, bên em là kiểm tra chassis không có cắt nối và phần kính đèn là đều năm theo năm sản xuất của chiếc xe. Đây em quay tất tần tật về bản XLT này cho quý anh chị. Đây là XLT có xin nhan gương này và la răng đúc theo xe. Và chiếc xe này thì một dàn lốp khá là mới đấy ạ. Lốp này rất chi là dày đấy, với một chiếc xe XLT mà lốp khá là dày đây. Và toàn bộ các cái phần chassis đây là nguyên zin đấy, chassis không có dấu hiệu bị cắt nối han gì đấy. Toàn bộ chassis gầm này rất chi là đẹp, xe hầu như là không đi các vùng núi công trường nên là xe đi khá là giữ gìn và đẹp. Đây là toàn bộ các cái phần gầm của chiếc xe đây, em quay cho quý anh chị xem về cái phần gầm. Đấy, toàn bộ phần gầm của chiếc xe đây. Và toàn bộ các cái cụm đèn pha, đèn mặt ca lăng là nguyên bản từ đầu. Và đây là cái phần lốp phía sau của chiếc xe đây. Lốp đường lốp gân khá là dày và toàn bộ chassis đây là nguyên zin hết từ đầu. Đấy, không có dấu hiệu bị han gì và cắt nối. Vâng, bản XLT thì có bộ la răng đặc thù riêng là la răng đúc theo xe, không có la răng sắt nâng lên mà toàn bộ là la răng đúc. Và kính điện tích hợp vô lăng Clay Control ga tay. Đây, toàn bộ các cái phần đèn hậu của chiếc xe là nguyên zin. Đây, bản XLT, Ford Ranger XLT. Và cái phần gầm phía sau của chiếc xe đây khá là đẹp và toàn bộ cực kỳ mới và nguyên zin. Với một chiếc xe gầm khô ráo sạch sẽ, zoom tuyên giảm xóc, đi chạy thử gầm rất chi là chắc.
Vâng, em quay thực tế và quý anh chị nào không tin thì cứ đến chạy thử. Và khẳng định 100% là gầm chạy rất chi là chắc. Và chiếc xe này thì bên em có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng lên đến 60-70% giá trị của chiếc xe cho quý anh chị nào có nhu cầu, lên đến 60-70%. Và đây là phần lót thùng của chiếc xe, toàn bộ hai thành lót thùng khá là mới và đẹp. Đấy, hai bên thành lót thùng khá là mới và đẹp, tất cả ốc đèn là ốc nguyên zin hết và đèn hậu nguyên bản từ đầu. Đây, hai bên đèn ốc chưa có dấu hiệu tháo lắp, toàn bộ đèn hậu là nguyên bản từ đầu. Đấy, toàn bộ đây là các cái phần ốc này, nguyên zin mới. Về phần nội thất bên trong của chiếc xe thì toàn bộ là ghế da nỉ theo xe hết, ghế nỉ theo xe hết toàn bộ. Đây, hàng ghế lái của chiếc xe này. Một chiếc xe nó chạy nhiều thì phải có người lái, và toàn bộ ghế lái này nó rất chi là mới và căng, nên là khẳng định chiếc xe chạy rất ít. Và vô lăng còn nguyên bản từ đầu, bóng khí nguyên zin, xe chạy 8 vạn chuẩn. Cái quý anh chị yên tâm về cái cây số. Và 2014 chạy 8 vạn, một chất xe máy khá là mới và đẹp. Toàn bộ nội thất căng và mới. Đấy. Và từ cái củ số vô lăng đây quý anh chị xem, toàn bộ củ số vô lăng không có dấu hiệu bị chảy mòn. Đấy, vô lăng cực kỳ đẹp, nguyên bản từ đầu. Theo thời gian thì chiếc xe chạy 8 vạn là khá là mới. Và có ga tay đây, Clean Control tích hợp vô lăng với bản XLT. Và gương kính chỉnh điện toàn bộ. Đấy. Và đây là hai cầu. Xe sử dụng động cơ 2.2 hai cầu. Hộp số 6 cấp số sàn. Và toàn bộ núm cài cầu điện. Đấy. Hàng ghế và nội thất khá là mới và đẹp. Đây là hàng ghế phía sau của chiếc xe, khá là ít ngồi nên là ghế rất chi là mới và đẹp. Và cái phần trần thì nguyên bản, từ đèn trần là hai đèn trần đang hoạt động khá là mới và hoạt động rất tốt. Điều hòa âm thanh bên em đã test và kiểm tra khẳng định 100% là mát. Và từ các cái bậc lên xuống này, đây, sơn zin toàn bộ. Và ốc khóa là bản lề 4 cánh cửa là không có dấu hiệu bị tháo lắp. Toàn bộ các cái phần chỉ cánh cửa là nguyên zin. Và đây là toàn bộ cái phần máy của chiếc xe, là khẳng định cam kết với quý anh chị 100% là máy số nguyên zin. Sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên liệu. Đấy, máy số là nguyên zin, không có dấu hiệu bị vặn của cà lê. Và toàn bộ chất xe chạy 8 vạn này, máy rất chi là sáng, từ cổ xả cổ bô. Và các cái phần nhựa này em chưa cho vệ sinh, nhưng mà em vệ sinh xong thì khá là đẹp và mới đây. Vừa mới lấy về từ nhà chủ, toàn bộ mộc nguyên từ đầu. Từ các ốc két nước là nguyên bản đây. Đấy. Két nước là zin theo xe. Và các cái đinh đèn và đinh dập ở như các cái rằng là nguyên zin đây. Tất cả đinh bấm ở như rằng là nguyên bản hết từ đầu đây. Đấy, em quay rất thực tế và mộc mạc cho quý anh chị, ốc chưa có dao thao lắp. Và đây là tiếng động cơ này, động cơ 2.2 chạy khá là êm. Máy không có dấu hiệu bị rung lắc. Và vừa rồi em vừa quay chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Ford Ranger bản XLT sản xuất 2014. Xe tên tư nhân, một chủ từ đầu, chạy 8 vạn. Chiếc xe đang chào bán với giá là 435 triệu. Quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.